Vâng, xin chào anh em, xin chào quý vị và các bạn. Vừa rồi thì Hùng cũng vừa tham dự triển lãm Bangkok Motor Show và rất may mắn đã được nhìn trực tiếp hai sản phẩm rất hot trong phân khúc xe hạng D cỡ trung cao cấp là Toyota Camry và Honda Accord. Phải nói là hai mẫu xe này có những cái sự thay đổi cực kỳ đột phá và đó là điều chúng ta nên ghi nhận. Còn về vấn đề đẹp hay xấu hoặc là thích cái thiết kế đó như thế nào thì tùy quan điểm, tùy góc nhìn của mỗi người. Nhưng thưa các bạn, trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng đã biết một đối thủ rất lớn đến từ Hàn Quốc, Hyundai Sonata cũng đã ra mắt. Và với ngôn ngữ thiết kế mới gọi là thể thao gợi cảm cùng với những công nghệ rất mới thì Hùng cho rằng đây là một cái đối thủ rất đáng gờm, nhất là đối với Camry và Accord ngay tại thị trường Việt Nam. Và cũng hy vọng rằng sản phẩm này sẽ sớm về Việt Nam để chúng ta có thể trải nghiệm trực tiếp. Nhưng trước khi trải nghiệm trực tiếp thì chúng ta hãy cùng điểm qua những cái công nghệ mới nhất trên cái sản phẩm này mà mình tin chắc rằng những cái công nghệ đó Honda Accord hay Toyota Camry đều rất thèm muốn. Ngay bây giờ chúng ta hãy điểm qua. Vâng, công nghệ đầu tiên mà chúng ta hãy cùng tìm hiểu đấy chính là công nghệ chìa khóa kỹ thuật số thông minh của Hyundai. Nếu như ngày xưa bạn đi ra khỏi nhà, bạn từ tầng 100 của chung cư chẳng hạn xuống dưới hầm xe, bạn chợt nhớ ra rằng bạn đã quên chìa khóa. Nhưng vậy thì làm thế nào bạn mở được cửa nhỉ? Bây giờ bạn chỉ cần một chiếc smartphone cài đặt một cái ứng dụng của Hyundai đã đồng bộ hóa dữ liệu, tất nhiên là có bảo mật, thì bạn sẽ mở được bằng cách chạm chiếc smartphone của bạn ngay sát tay nắm cửa. Rồi sau đấy cửa sẽ mở, bạn bước vào xe và bạn đặt chiếc smartphone vào vị trí sạc không dây. Thưa bạn, khi đấy bạn chỉ việc nhấn nút đề và đương nhiên rồi, chiếc xe sẽ nhẹ nhàng đề nổ như bình thường, không cần chìa khóa. Đấy nhé các bạn, thưa bạn. Nhưng chưa hết, nếu bạn muốn chia sẻ cái quyền sử dụng xe với người khác thì ngày xưa bạn phải đưa chìa khóa sang, đúng không ạ? Bạn ở đâu đấy, bạn đang ở Time City, bạn muốn chia sẻ cho bạn ở Royal City thì bạn phải ship chìa khóa sang đó, hay là bạn phải tận tay chạy sang, thì nay không cần nữa thưa bạn. Các bạn chỉ sử dụng chính cái app đã cài trên điện thoại và chia sẻ như chia sẻ Google Drive, iCloud v.v. Tất cả những cái là công nghệ mới. Thì bạn có thể chia sẻ như sau, bạn có thể chia sẻ toàn quyền sử dụng cái xe đó. Vâng, toàn quyền sử dụng thưa bạn, bạn có thể lên, bạn đề nổ v.v. Nhưng bạn cũng có thể chia sẻ một phần quyền. Tức là bạn chia sẻ, người ta cho bạn mình có thể mở chiếc cốp thôi chẳng hạn. Bạn có thể chia sẻ quyền là chỉ mở cửa thôi chẳng hạn, trong khoang xe thôi chẳng hạn. Đó, rất là tiện dụng. Thì một chiếc xe ngày nay như Hyundai Sonata sẽ hướng tới sự tối ưu và tiện dụng cho người dùng. Và như CEO của Daimler trong cái thời gian vừa qua có tham dự một cái diễn đàn về công nghệ số trên quốc tế cũng chia sẻ rằng bây giờ các cái xe thông minh cạnh tranh bằng công nghệ AI tới 80%. Đó, thưa các bạn. Như vậy là với cái chìa khóa thông minh đến như vậy thì tôi có thể gửi đồ cho bạn, bạn có thể gửi đồ cho tôi mà không cần xuống xe. Đấy là một chức năng mà mình nghĩ rằng rất rất hữu ích cho cuộc sống hiện đại ngày nay khi mà bạn có rất ít thời gian. Vâng, một tính năng thứ hai mà không thể không nhắc đến đấy chính là thiết lập cấu hình hồ sơ cá nhân cho bạn. Nếu như ngày xưa tôi cho bạn mượn một chiếc xe, bạn cao 1m53, mình cao 1m49, có nghĩa là bạn đã cao hơn mình rồi. Và bạn sẽ phải điều chỉnh lại các vị trí về ghế này, về gương này, về vô lăng. Thì với Sonata, khi tôi nhận lại xe, tôi sẽ không phải làm cái thao tác điều chỉnh lại cái vị trí của tôi nữa. Bởi vì rất đơn giản, họ đã cung cấp cho một cái chế độ cấu hình mà chúng ta có thể cài đặt ngay. Nhớ ghế này, vị trí gương này, độ cao của vô lăng, gương chiếu hậu, màn hình hiển thị trên kính lái HUD, rồi ngay cả bản nhạc chào đón khi ta bước vào xe, rồi độ sáng của đèn nội thất, rồi kênh radio bạn yêu thích, rồi rất nhiều thứ thưa các bạn. Đó, rất là tiện dụng phải không ạ? Và tôi nghĩ rằng cái tính năng này hình như trên một số mẫu xe Đức đầu bảng hiện nay cũng chưa có. Nếu như với tất cả những cái tính năng như vậy. Đấy. Có thể nói những mẫu xe Hàn ngày nay gọi là đồ chơi, rất nhiều option, rất nhiều. Nhưng với Sonata đó là công nghệ.
Thưa các bạn, nếu như các bạn đã theo dõi trong các cái video mình đã giới thiệu về các dòng BMW, dòng Mercedes, rồi dòng Porsche, rồi Audi vân vân, thì bây giờ sử dụng các màn hình thông tin kỹ thuật số cho màn hình phía sau vô lăng và màn hình trung tâm rất là nhiều. Thì trên Hyundai Sonata này cũng vậy. Hyundai Sonata sử dụng một cái màn hình phía sau vô lăng là 12,3 inch và màn hình điều khiển trung tâm là 10,25 inch, đều là màn hình LCD với độ phân giải rất cao. Và đặc biệt, nếu như các bạn nhìn bằng những cái hình ảnh các bạn đang thấy ấy, thì sẽ thấy rằng cái độ nét của nó rất là tốt. Và tất nhiên chúng ta sẽ phải trải nghiệm thực tế nữa để xem so cái chất lượng độ phân giải và chất lượng đồ họa nó có bằng với những cái mẫu xe Đức kia không. Nhưng rõ ràng qua những cái thước phim bạn đang xem, nó cũng rất ấn tượng đấy thưa các bạn. Tuy nhiên chưa hết nhé. Ở các cái dòng xe ở châu Âu bây giờ ấy là dùng công nghệ iCloud rất nhiều, dữ liệu trực tuyến, dữ liệu điện toán đám mây. Tôi đang đi ở đây, tôi bỗng thấy phía trước là, nhỡ chẳng may có phía trước chẳng hạn, có một đoàn tàu gây tai nạn chẳng hạn, thì lập tức là hệ thống nó sẽ cập nhật luôn. Thì trên Sonata bây giờ cũng được trang bị cái iCloud đó, cái giữa điện toán đám mây và cái công nghệ điện toán đám mây để có thể thu thập thông tin và gửi tới người lái xe tình trạng giao thông hiện tại, hiện trạng. Thay vì chúng ta phải nghe VOV để biết rằng ở điểm A có tắc đường, để điểm B có tai nạn, thì nay lập tức xe sẽ thông tin cho bạn. Thông tin bằng cách nào? Bằng cả hình ảnh và cả lời nói. Đó. Camry Accord, thưa các bạn, đã có chưa? Mình nhớ là chưa. Vâng, thưa các bạn, có một cái thực tế trong quá trình lái xe mà mình thấy được là cái hành vi sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông là rất nguy hiểm. Ví dụ đang như thế này, tòng tinh, Vietcombank lại nhắn tinh 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 tinh, phát nào lập tức là làm ngay, đang lái xe nhìn nhìn này, đâm loảng cái, ôi trời, xong, nhận có khi tin nhắn còn triệu lại đâm đoàn vẫn đền trăm triệu, mệt lắm. Thì đó là một cái rất là nguy hiểm nhá. Cái thứ hai nữa là về cái việc sử dụng cái màn hình trung tâm. Ví dụ màn hình trung tâm là màn hình cảm ứng chẳng hạn, thì hầu hết mà khi mà đi chúng ta vừa lái xe lại vừa chách như này, thì lại nhìn này lại cũng chỉ một giây thôi lại làm cái đoàn cái lại thôi. Như vậy là rất là nguy hiểm. Thì với Sonata thì họ cung cấp ra các cái tính năng rất hay. Mình có thể điều khiển giọng nói rất là dễ dàng. Ví dụ như điều hòa đang lạnh quá thì mình bảo heater nóng lên em ơi, thì nó đưa tự động điều chỉnh nóng lên. Thực ra nó còn rất điện thoại rồi vân vân thì nó quá nhiều rồi, bản nhạc yêu thích cũng có rồi, rất nhiều cái ứng dụng mà hy vọng rằng khi trải nghiệm thực tế nó sẽ hoạt động đúng như quảng cáo của Hyundai Sonata đưa ra. Tất nhiên rồi, những cái công nghệ đó nó hệt như một chú Osin, và như một Osin công nghệ giúp chúng ta có được những cái hành trình an toàn hơn, có những cái hành vi lái xe tốt hơn. Và thưa các bạn, thông thường thì chúng ta mua một chiếc xe về, camera hành trình ngày nay để bảo vệ, để làm bằng chứng cho chúng ta là một trong những cái thiết bị đầu tiên chúng ta phải lắp. Thì với Hyundai Sonata đã được tích hợp sẵn. Nhưng chưa hết, nó hơn cái camera hành trình ấy. Thông thường ấy thì nó sẽ là như thế này, khi mà mình đã ghi lại rồi, mình có thể chia sẻ ngay cho bạn bè, chia sẻ lên Facebook, chia sẻ lên đâu đấy, chia sẻ lên bất kỳ đâu, thì chúng ta kết nối với chiếc điện thoại của chúng ta và tất nhiên trên cái ứng dụng của Hyundai. Dùng luôn, quá nhanh, quá nguy hiểm, cần bằng chứng, tôi có ngay. Vâng, tiếp theo là một chức năng, tôi gọi là chức năng thì chính xác là cần số điện tử. Thực ra gọi cần số nó không đúng, bởi vì là bây giờ làm gì có cần nữa, làm gì có cần nắm nữa. Bây giờ là nút bấm số điện tử. Thì thực ra cái chức năng này, cái cách thiết kế này thì cũng đã xuất hiện trên Honda Accord rồi. Và chắc các bạn đã biết rồi, Honda Accord dùng cái hộp số 10 cấp thì và điều khiển bằng nút bấm điện tử. Thì trên Hyundai cũng vậy, mua nút bấm điện tử nó rất là tiện dụng. Tất nhiên nó sẽ phải thiết kế để cho làm sao, ví dụ đừng có bấm đề lại lùi làm cái đoàn ấy thì cũng chết chắc chắn. Thì cái đấy là để bảo vệ cái hoạt động của hộp số, thì đó là những cái điều rất cơ bản trong cái thiết kế cơ điện tử của các hãng xe, cũng như trong tất cả các cái thiết bị về công nghệ. Vâng, thưa các bạn, đối với việc di chuyển bằng xe hơi thì tư thế lái xe đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Tất nhiên, tư thế lái xe trong các giáo án đào tạo lái xe tại Việt Nam gần như không bao giờ chi tiết và kỹ. Đối với cái tư thế lái xe thì Hùng cũng đã có một cái video giới thiệu và chia sẻ với các bạn rồi. Hy vọng nó sẽ có những cái thông tin hữu ích cho các bạn. Còn đối với Sonata, rất hay nha các bạn. Sẽ không phải là những cái vị trí nhớ ghế điều chỉnh nữa,
Nhớ thì có chìa khóa số rồi, chìa khóa thông minh rồi. Nhưng bây giờ thì bạn có một cái sử dụng cái tính năng như thế này, bạn cao 1m8 chẳng hạn, bạn cân nặng 82 cân chẳng hạn, thì bạn chỉ cần nhập vào đó và Hyundai Sonata sẽ nhận thông tin của bạn, phân tích đưa ra vị trí ghế này, độ cao của màn hình HUD này, rồi là vị trí gương chiếu hậu này, vô lăng này, đó vân vân. Nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái tư thế lái thoải mái. Và đặc biệt, một cái điều cực kỳ quan trọng đấy trong quá trình lái xe là cái tầm nhìn. Thì Hyundai Sonata sẽ đề xuất, sẽ tư vấn cho bạn. Đó, người bạn rất rất hay. Tất nhiên là mình sẽ phải thử. Bởi vì mình thì mình vẫn nói rồi, mình cao hẳn 1m82 cơ. Nhưng bị vòng kiềng chỉ còn 1m72 thôi. Tức là thiệt mất 10 phân. Thì khi nào mà giám đốc thiết kế sản phẩm của Hyundai sang đây, mình sẽ hỏi thêm về cái vấn đề đấy. Nếu như vậy thì xử lý như thế nào? Tất nhiên đấy là câu chuyện vui, nhưng có những cái tỷ lệ chiều cao cân nặng sẽ phải tham khảo thêm, nhưng như vậy là cũng đã là tốt lắm rồi, thưa các bạn. Và một cái sự khác biệt nữa, cũng tương tự như cái nút bấm một chạm để cho ghế lên ghế xuống, thì hệ thống điều hòa của Sonata cũng là một sự khác biệt. Về cái clean zone, tức là tạo cái lọc không khí thì vân vân, thì bây giờ xe nào cũng có, xe Kia nó cũng có, Scirocco nó cũng có, rồi vân vân. Nhưng mà có một cái tính năng mà mình nghĩ rằng có khi trên Maybach cũng chưa có, mà có khi trên Phantom cũng chưa có, đấy là chức năng điều hòa tự động nhưng lại có các chia ra các nấc. Ví dụ như thông thường mình nhảy lên một chiếc xe này, trời đang nóng đoàng 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 40 độ chẳng hạn, thì mình nhấn auto thì lập tức là quạt gió trồng ngược hết lên, nhiệt độ hạ thấp bùm xuống, vân vân. Sau đi đoạn gió vẫn cứ vù 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 mãi. Thì đối với mình là có thân nhiệt nóng hay là máu nóng ấy, thì nó ok, nhưng bạn mà có một cái thân nhiệt thấp hơn thì nhiều khi lại khó chịu, hoặc cái độ nhạy của tai nó khó chịu. Thì Hyundai Sonata có 3 cấp độ điều chỉnh. Bạn có thể điều chỉnh auto 3 là từ 1 đến 8 luôn, nấc gió điều hòa. Auto 2 là từ 1 đến 6, auto 3 thì đấy. Auto 1 xin lỗi, auto 1 là sẽ từ 1 đến 4 thôi. À, cũng là một cái sự khác biệt, nhưng mà chứng tỏ là cái sự nghiên cứu trên cái thói quen và cái hành vi khách hàng của họ rất là tốt. Vâng, thưa bạn, đôi mắt chúng ta thường ví như là cửa sổ tâm hồn, mơ mơ màng màng mộng mộng, hay là như thế này, thể hiện qua đôi mắt. Thì trên xe ô tô cũng vậy, bộ đèn pha chính là cửa sổ tâm hồn. Với Hyundai Santa Fe, để có được một cái giải LED nó nằm trên nắp capo, nó ăn liền với cái đường mạ chrome, nó chạy lên ô cửa kính, thì đấy chỉ một cái dải đèn nhỏ ngắn như thế thôi, đó là cả một cái giải pháp về công nghệ mà Hyundai đã phải khắc hàng ngàn cái lỗ laser rất nhỏ để có được cái dải sáng nó mềm và cái độ chuyển rất là tốt. Chỉ một chi tiết nhỏ thôi nhá, để mang lại cái vẻ đẹp, để thổi hồn cho chiếc xe đó, mà họ đã phải bỏ thời gian như vậy. Vâng, thưa các bạn, đấy là những cái công nghệ nổi bật mà mình đã xem qua phút Tết và có được, rất vui là như vậy. Còn chi tiết về phần trải nghiệm như thế nào thì mình cũng rất mong về để có những trải nghiệm thực tế. Và chắc chắn rồi, khi đấy Accord cũng có trên thị trường. Chắc chắn rồi, Camry cũng có trên thị trường. Và hy vọng sẽ có được những cái màn so sánh thư hùng của ba sản phẩm rất đẹp, rất nổi bật và rất ấn tượng trên thị trường hiện nay. Còn bây giờ, mong các bạn hãy like, hãy subscribe và hãy rung chuông để ủng hộ chúng tôi tiếp tục ra những cái video mới. Xin chào và hẹn gặp lại.